Mình xin chào tất cả các bạn. Thì ngày mới thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn và gia đình luôn dồi dào sức khỏe. Bữa nay thì mình công chuyện của mình thì mình sửa 4 cái ao công nghiệp. Ao này thì ao Trĩ Bạc. Thì do cái bờ này thì nó cũng nhỏ nên mình vú kéo. Thì cái này thì mình làm thì nó chiều cao của cái mặt bờ lên thì tầm chừng 2 mét nè. Chừng 2 mét, khoảng có 2 mét 2. Thì sáng thì cậu Sáu ra thì mình hỏi cậu Sáu ơi, cậu mua bạc thì bạc của cậu dài bao nhiêu? Thì cậu Sáu nói cậu mua bạc dài tới 4 mét lận. 4 mét thì tại vì ở dưới đó mình đào âm xuống 5 tấc. Thì trên đây mình đào xuống khoảng chừng 2-3 tấc nữa thì cái lượng bạc 4 mét đó thì nó dư trải cái bờ này. Thì chút nữa mình làm cái bờ giữa này. Thì như hiện tại giờ mình cũng đang sắp cho nó có cái hình sẵn để mình coi chỗ nào mà nó thiếu hay đủ gì đó, cái mình trong lúc mình làm nè, cái mình chiền đất lại đó. Chứ giờ mình vú kéo luôn á, cái bắt đầu cái như hai cái góc bờ nè nó không có đều. Nhưng mình làm hồ này, hồ bên trái và hồ bên phải, mình cho hai cái góc bờ nó đều với nhau rồi mình người ta nhìn vô người ta thấy cái hồ nó mới đẹp. Chứ mình vuốt luôn á, cái mình không có kiểm soát được, là nhiều khi cái gốc nó bị lép bên rồi, gốc bự gốc nhỏ nữa, nên cái này làm thì nó phải hao cái thời gian là như vậy đó. Bây giờ mình làm cho nó có mô hình luôn, mình qua đây mình banh bờ ra hết luôn, rồi xong cái mình bò xuống cái bờ ngang đó đó, mình cũng sắp cho nó có mô hình giống vậy đó. Đặng khi mình lên bờ mình đứng rồi mình thấy cái hồ nó tròn chỗ nào và nó méo chỗ nào mình mới biết là mình giải quyết nó. Ý mình bỏ thuốc thuốc đằng kia rồi nên này nó dính đất quá trời, nó nặng nè. Chỗ này nãy giờ mình cũng bo hai cái góc. Ở trên đó mình làm hơi cao do cái bờ nó cao sẵn rồi. Cái vừa qua đây cái mình hạ xuống luôn. Cho nó bờ nó hơi cân xứng một chút vậy. Cái bờ này thì sáng giờ mình làm nè. Làm lại mình sắp cái đằng kia. Sắp cái bờ đó. Mình làm cậu Sáu cũng thoải mái nên mình cũng dễ làm lắm. Bờ mình đang làm thì mình cũng chia sẻ thì cái mấy góc bờ thì mình cũng bo cho nó tròn, với lại mình vuốt ép á nó mới cái góc nó mới tròn. Còn mấy cái bờ này hiện tại mình đang sửa nè, là nó đất nó thiếu đi nên mình phải vuốt giống như mình vuốt kéo vậy đó. Chứ mình không có vuốt ép được tại vì nó nhỏ. Nó nhỏ rồi nó thiếu đất á. Vô làm cái này thì mình làm màu rồi thôi chứ giờ cũng cái vấn đề là thời gian giờ nó hết quan trọng rồi. Như mình sửa cái bờ này nè, mình sửa cách của mình á thì mình sửa vuốt như mình á thì mình làm lẹ lắm. Còn như mình mà vuốt ép á, vuốt ép cái bờ này chiều ngang, chiều dài của nó, chiều ngang như vậy nè là nó 30 mấy mét. Theo mà vuốt ép cái bờ này chắc vuốt khoảng cỡ 5-6 tiếng mới rồi á.
Còn mình vuốt cái này thì lẹ hơn, cái kéo này nó lẹ hơn. Vuốt ép này mình phải canh tỉ mỉ lắm, rất phải nhiều dư lực thì làm nó mới thoải mái được. Bữa là con sáu tỉ bạc hết rồi thì cũng nói chung là cũng che lấp hết rồi, đâu có cần gì cho nó đẹp mà đến mức mà nói chung mình làm càng đẹp thì nó càng lâu thôi. Với phần quan trọng mình làm sao mà giá cho bà con nuôi tôm trúng thôi, chứ mình giờ làm đẹp quá là con sáu đầu tư nhiều nhiều nguồn quá, thấy cũng tội nghiệp cho cậu. Vuốt cái bờ ba mặt này thì nó nói chung nó cũng hơi khó làm đó. Nếu mình canh không kỹ là cái mặt bờ nó sẽ nhỏ. Nó nhỏ thì nó sẽ túm cái đường đi lại luôn á. Làm mà mình cái canh cho mặt bờ nó bự. Nhưng mình vuốt ép thì nó thoải mái rồi, mình canh thì cái bờ nó bự sẵn rồi. Chứ mình vuốt ép mà mình vuốt mà cái bờ nó nhỏ mà vuốt đâu được. Nên vuốt này mình phải canh á. Nhớ cái lúc mình mới học nghề mình làm á, cái bờ mà tính ra bị dài của nó chỉ có 5-60 mét thôi, mà mình làm dám còn có 7 tiếng á, mà mình vuốt kéo giống vậy nè. Tại vì mình không biết làm á, rồi mình làm nó cứ nó đang đâm ra tùm lum la đó. Thời gian sửa mà 7 tiếng đồng hồ mà chưa ra đâu hết trơn. Khi mà mình biết làm rồi, giống như bài toán mà mình đã biết giải rồi thì nó cũng đơn giản chứ không có khó. Thì mình cũng mong các bạn mà mới vào nghề á, các bạn thì cũng làm cho nó thành công vậy á. Cái bát đầu tiên mình làm rồi đó. Làm lúc nào mình cho nó cái bờ nó rộng ra.
Đây là cái ba rọi mình á, cái bà xã anh mua về cái ướp xả với ớt. Thì bữa nào cậu Sáu xuống cái mình mời cậu Sáu làm xương xương chút. Gì con? Rồi rồi, rồi con để đi, nắng nắng để đi con. Rồi quên luôn em ơi. Cái gì con? Lip tông hả? Rồi cảm ơn nha. Rồi vô ngủ trưa đi. Chỗ này thì mình cũng đang đào cái lỗ siêu phong ra. Rồi kế bên đây thì mình cũng đặt cái ống bọng để bơm nước cái hồ lắng qua đây luôn. Cậu Sáu nãy giờ cậu đợi để mình cẩu cái ống bọng xuống. Làm cái ao này thì cũng không phải là cái ao nổi nha các bạn. Cái ao này thì cái mô hình của nó thì thuộc dạng ao bạc, nhưng mà ao bạc thì ở ao bạc giống như là không phải ao nổi á. Ao nổi thì người ta phải kê cái đáy lên, còn cái này mình làm bằng cái đáy cũ luôn. Thì mình cũng chia sẻ thật sự thì cái mô hình như vậy mình cũng mới làm lần đầu tiên thôi. Từ hồi xưa giờ mình làm thì đây cũng lần đầu tiên mình làm thôi. Giờ cũng hơi hồi hộp. Thì ở dưới đáy cái bờ này có cái ống ngang á. Mà ống đó thì cậu Sáu đặt độ sâu nó tới 5-7 tấc luôn mà. Thì cái đáy này mình dở ra tính ra thì khoảng chừng 2 tấc. 2 tấc mình đào cái này xuống nữa 4 tấc thì chắc cũng chưa tới. Này thì hôm bữa mình cũng lấy lên nè. Cái bọng này thì cậu Sáu sử dụng này lâu dữ lắm rồi. Nó bị mục luôn rồi đó, nó bị lủng lỗ không? Bị lủng mấy lỗ rồi. Mà người nông dân mà thì hạn chế cái nào thì đỡ cái nấy. Triệu ngoài á.
mình đổ dầu với lại mình bơm mỡ bò không mất khoảng 15 phút. Con ăn đi con, ăn đi con. Ăn đi. Mà ba ăn chú chiên nữa hả con? Con gái. Đi này cũng mấy năm rồi, giờ cá tông rẻ quá trời, đục lỗ nhự chân. Xin hẹn gặp các bạn vào chiều ngày mai. Mình xin chào và tất cả các bạn.